đàn khổ ghê, tuổi già như bị
bệnh khổ thân chúng sanh là khổ đau thương, kể ra các bệnh không thường. Từ những bệnh đó suy lường thêm ra, nhắc sơ các bệnh ngoài da, kẻ nhỏ lỡ lối cũng là đớn đau. Bệnh gió tham độc nhiễm vào, ngũ tạng lục phủ thân đau vô cùng. Bệnh cho các nghiệp hành hung, bệnh cho đến lúc lâm chung hơi dừng. Bệnh bệnh tiếp nối không ngừng, trong biển bệnh khổ trầm luân hoài hoài. Bệnh thế bại cũng khổ thay, như người đã chết lâu ngày chưa chôn. Bệnh bệnh khổ kinh hồn như thế, khổ thứ tư còn dễ sợ hơn. Thử khổ đau đớn từng cơn, khi chết chẳng đến lên cơn số phiền. Nóng như lửa đốt thiên miên, từ địa ngục lên cõi thiên mới dừng. Cơn lạnh rét lại không ngừng, từ địa ngục lên nửa lừng cõi thiên. Chúng sanh tâm thi đảo điên, bất ngờ cơn bão triền miên kéo về. Nổi lên trong tô gương ghê, chúng sanh thần thi hôn hề lìa đời. Tử thần đã lẻ tái mười, hồn theo nghiệp chướng chuyển dời không sao. Quán thân hội khác nào giao chức, khổ thứ năm giải thích như sao. Ghét nhau rồi lại gặp nhau, lòng thân nổi dậy khác nào lo thiếu. Ghét ganh hờn giận trăm điều, tự mình chuốc lấy khổ nhiều mà thôi. Ngày sau sẽ bị quỷ lôi, lôi vào địa ngục đứng ngồi không yên. Chỉ bằng ta dứt thù riêng, quan thắng nỗi khổ không phiền đến ta. Hai địa quy khổ là thứ cao, những khổ đau rốt ráo như sao. Ai là thương mến cùng nhau, là dây duyên nợ thôi nhau không rời. Một khi nghịch cảnh đến nơi, mạnh tình thương nọ tất rời với nhau. Đau lòng bèn hỏi trời cao, cao tâm nở để khổ đau thế này, hay là trời muôn đo đài. Không không đâu hạ nghiệp dày của ngươi, khổ này là tại lòng ngươi. Những lời Phật giải biến lười chẳng xem, mà đến chừng bên hoàng lém nhem. Mà mắt nhìn cảnh Phật mà xem như loà, đó là triệu chứng về già. Tử thần đã sắp sửa ra tay mời, chính ra sống ở trầm thời. Đến khi già bệnh thì rời thế gian, sinh ly tử biệt thôi đàn. Người đi có biết ăn nhàn hay không, khi về thực là tiếng đồng, hay vào địa ngục cổ đồng dầu xôi. Còn người ở
lại than thôi sầu bi khổ não lệ rơi dầm về theo buồn chán chưa ê hề cốc than kể lệ trăm bề thảm thương âm dương cách biệt đôi đường người đi kẻ ở biết giường nào nuôi khổ này định lực tiên vui khuyên người hiểu rõ bùi người mà chi buồn đau khổ não sầu bi tâm trì danh Phật không đi cho rồi cầu cho đừng vướng linh hồi cầu cho người chết được ngồi qua sen vô bất đắc cũng bèn giảng nữa thứ bại này khổ chữa có lành mưu cầu quyền quy vọng danh mưu dựa thế lực chúa tranh lợi mình lại mưu thêm chuyện ái tình mưu cho ba bốn nhân tình chưa thôi mưu cầu lợi chất như rồi mưu mô lắm chuyện bại tội không ngơi tuổi tham to lắm ai ơi mưu cho đầy tuổi ngàn đời vẫn không người khuyên người nên chớ lòng đông danh lợi tình cố dẹp công cho rồi ngày sau dễ đứng dễ ngồi mưu bất đắc khổ lần hồi tiêu tan khổ tử tham cũng đang giảng tiếp mà ai muốn tu phải kiếp tìm ngay ngộ âm khí thẳng khổ này là năm món đầy che dày tâm ta khiến ta chịu khổ ta bà chịu nhiều điên đảo phiền ba lưng cầm tu thì phải quyết chi tầm mà sẽ xem cho rõ nó nằm nơi nào một là sắc phương dáng màu sắc che lấp thanh sáng lào của ta hay là thọ lãnh trầm xa thọ vui thọ khổ cũng là thọ trong ta là tưởng tượng lóng bóng suy tưởng rằng thầy mến mong hảo quyền vốn là hành vận lưu truyền như con y mã đức tiền không thương năm là đức thấm cho đường phân biệt rồi ghét hoặc thương hay thề chúng thanh lên giác trai mê ngủ âm tí hình chẳng hề lo chi tu hành phải thuyết tầm tuy tầm trí cho rõ tránh đi nẻo phà ngủ âm là năm thứ ma mọi thứ lại biến hóa ra mười loài cộng lại là năm mươi loài nó hay biến hiện tha hoài người tu người tu cố gắng không tu phát huy nghị lực diệt tu ma này ma này dẹp sạch hết thầy vì nơi cực lạc cũng vậy tiếng vui khổ thứ chính thuận tôi kể tiếp mà hành khổ là chuyện nhiếp tử sinh hành là sinh tử diệt sinh chuyển lưu sinh diệt diệt sinh lưu hoài lưu diệt sinh chuyển lăng hoài chuyển lưu mãi mãi không ngày nào thôi thân này là khổ luân hồi nếu ta giúp được thì ngồi tòa sen muốn giúp phải đốt tâm đèn công phu gìn giữ tâm đèn chẳng lưu ngày kia quét sạch mây mù chuyển thân chỉ hiện công phu tròn đầy
khổ thứ mười đây là hoài khổ, cũng đem ra sẽ mổ thành phân, hoài là hư nát sắc thân, cũng như khi chết dần dần ra thay. Phải là hư mất hình hài, như nay là nuôi ngày mai đất bằng. Phải là tan xác không hằng, ngày nay thơm béo mai rằng hôi hê. Chúng thanh say đắm si mê, chìm trong quải khổ nhiều bề đắng cay. Khuyên người chơi qua đắm say, nhất tâm niệm Phật thoát ngay khổ này. Thứ mười một cây thơ là cuối, khổ khổ như nguồn suối cuốn kia. Khổ này trồng lên khổ kia, muôn ngàn sự khổ khắc chia với nhau. Khổ kia đưa khổ nọ vào, khổ này khổ nọ ào ào khổ buông. Phật dạy vạn pháp trở về trong, ôm ấp sầu đau ấy kẻ ngông. Nghĩ thì cho kỹ vô thường đó, phiền não nơi lòng vốn lai không. Vừa qua đã giảng xong khổ đê, tiếp theo là tập đê thuyết ra. Đây là nhân khổ sống pha, sao món này sẽ giải ra từ từ. Tập là chứa nhóm thôi hư, phát sinh khổ não không từ một ai. Đê là chắc chắn không sai, ai ai cũng có ngờ chẳng sai chẳng lầm. Phật dạy ta phải ráng tầm, nguyên nhân sự khổ nó nằm nơi ta. Nó là sao món tiền ba, tham sân si mạng nghĩa và ác tâm. Giảng ra cho chúng kinh tâm, nghĩ suy tìm hiểu không lầm mà tu. Một là tham muốn luôn bu, chạy theo danh lợi quán mù lương tâm. Hai là thân hận quán tâm, đốt rừng công đức nhân tâm thương người. Ba là chi ngốc điên lười, ăn no ngủ kỹ dễ người tu trì. Bốn là chiêu mạng thinh khi, tự tôn tự đại tự thi thấp toàn. Năm là nghi chẳng rõ ràng, những điều tệ hại ngỡ ngàng cao thâm. Sáu là ác chuyên ác tâm, ác này lại tất làm năm ác điều. Thân khuyên đa số vướng nhiều, chấp thân là thật nên chiều theo thân. Biên khuyên là thấy nửa phần, lòng không bình đẳng chỉ phân lợi mình. Xà chuyến chạy theo ngoại hình, chạy theo ngoại đạo điêu linh hao tài. Giới cấm thủ kiến rất sai, chấp rằng những luật cấm này mới lành. Kiên thủ kiến ấy không bền, bảo thủ kiến giải bên mình mà thôi. Sao món tiền não kể rồi, chư Phật tử đang nằm ngồi nghĩ suy, chú tâm suy nghĩ tầm chi, dân không thua niệm dứt đi khổ nguồn. Ngày sau được thánh thời luôn, vô vàng tiền não qua muôn chìm lành. Tập đế đã giảng rành rồi đó, việc đế đây cũng tỏ cơ qua. Việc là dứt lãng tiền ba, chứng vào thánh quả gọi là thánh nhân. Đế là vạn loại trong thân, việc cách tiền khổ có phần Phật thiên. Chúng sanh nào dứt ưu phiền, thì vốn quả thánh chứng liền không sai. Vui đây giải thích lại dài, chúng vốn quả thánh hiểu ngay thực hành. Quả bình văn chứ
sanh, diệt muôn phiền não phúc lành hữu dư, khiến tư hoặc ngã chấp thù, tình tiền danh lợi coi như trong màn, quả thánh duyên giác rõ ràng. Xem tất cả sự do ngàn duyên kinh, dứt trừ căn bổn vô minh. Thoát vòng tục lụy kiếp sinh phù cầm, quả thánh Bồ Tát ngộ tâm, trừ trong ngã pháp chấp lầm làm nhân. Chứng được tự tư pháp thân, tự giác tà giác độ dần không ly, quả Phật đắc chánh thiên tri, từ trong tất cả mê si thánh phàm. Tự giác tà giác đã cam, viên mãn viên giác cũng làm đã xong, chư Phật cũng đã hằng mong. Tất cả tình chung thoát phòng đau thương, chia thế đã thọ tương nghe gian dài, đạo đế phần cũng phải tư lương, đạo là chân lý nẻo đường, độ thoát tất cả tai ương luân trầm. Đế là chắc thật không lầm, mà tu theo đạo đế luôn trầm mất tiêu. Chúng sinh thương khổ đã nhiều, cũng nên tu tập ít điều thiện căn, mà tu theo chân lý trong bằng, trong phần đạo đế Phật hằng dạy khuyên. 37 phẩm trở duyên, trở người tu niệm thoát phiền khổ ba, giờ đây giảng giải sơ qua, những ai muốn thoát tha thà lắng nghe. Tư niệm cứ như bè giáo ly, đưa chúng sanh vượt biển mê tri, đây là bốn món nhớ ghi, gắn trong kỷ niệm có thi thanh nhàn. Dưới đây giảng giải rõ ràng, phương pháp quán niệm phục hàng thức tâm. Niệm thứ nhất quán thân bất thịnh, quán chất giờ thử thiếu định ra. Thân do tứ đại hiệp hòa, chẳng trong chẳng sạch toàn là quê dơ. Niệm thứ hai cơ sơ tiếp thể, tâm vô thường như thể mưa rơi. Tâm thấy lưu chuyển đổi dời, khi thường thì ghét thì thời xót xa. Niệm thứ ba quán là vô ngã, sự vật gì cũng giả mà thôi. Nghiệp không là sắp hoại rồi, không chi là ngã có hồi ra tan. Niệm thứ tư rõ ràng thiết thể, quán thọ là khổ bể trùng ba. Thọ vui thọ khổ hương là thọ trong khi xả thân ra khổ nguồn. Tứ chánh cần giảng luôn một thể, bốn điều này quán thể tu nhân. Đây là bốn món thiên thần, tăng trưởng thiện nghiệp sớm dần thiện duyên. Dưới đây kinh giảng ra liền, bốn món này phải cần xuyên thực hành. Một là điều ác đã sanh, cần xuyên sám hối dứt nhanh chẳng làm. Hai là điều ác chưa làm, cần xuyên quan xét chán nhảm nó đi. Ba là điều thiện đã tri, cần xuyên tăng trưởng đến khi hoàn thành. Bốn là điều thiện chưa thành, cần xuyên tu tập cho thành thiện căn. Tu hành tốt phải siêng năng, ai mà biên nhát thì hăng hay nào. Tu như sông đổ gió vào, dập tan ác nghiệp liệt vào thánh nhân. Tu hành chớ ca phân vân, biết gì việc phải xả thân mà làm. Ngài cao nhập thanh siêu phàm, siêu diêu nơi cảnh già nam thanh nhàn. Tư như ý
cũng đang giảng tiếp là thiện căn đã nhất đủ đầy, dục như y túc ở đây là muôn điều ác chuyển ngay điều lành, tình tân như y đã thành vượt qua ác nghiệp phát sanh thiện thường, định như ý túc thanh lương, coi hư thật câu đông vương tuy nào, quan như ý túc đã lào, tư nhiệm tư danh quán nào cũng không. Tư như ý giảng công rành rõ, đến ngủ căn bài tỏ ra luôn, ngủ căn là năm cội nguồn, mà tu hành cần phải luôn luôn cũng đồng, mà không sâu quá phúc được hồng, nên ta cũng phải để lòng hiểu qua, căn thứ nhất đó là căn tính, mỗi người nên giữ tính làm đầu. Tinh lực nhân quả thật sâu, tinh thở tinh pháp ngõ hầu tinh tăng, căn thứ hai là căn tinh tấn, tu học thì cần mẫn siêng năng, tinh chuyên thiện hạnh gia tăng, chớ nên tự phụ ăn năn muộn màng. Thứ ba nhớ rõ ràng căn niệm, nhớ những gì chẳng nhiễm lăng xăng, nhiễm thì phải nhớ dơi răng, những điều vô vi thiên năng thực hành, căn thứ tu thọ thọ rằng căn tịnh, những buồn đầu bất tịnh phải ngăn, thiên vui dẫn pháp định hằng, bao nhiêu phiền não lăng xăng tạm dừng, căn thứ tư huệ bừng sáng tỏ, những việc gì hiểu rõ mới làm, những điều bất thiện phải nhàm, thường soi thường xét tâm phàm chẳng sinh, tu hành cốt phải vững tin, tin sâu nhân quả rồi tin thân làm, phải nhớ những việc đáng làm xong cảm thấy tâm phàm đã an, việc đâu ra đây rõ ràng, ngũ căn vừa đã luận bàn sơ qua. Ngũ căn vẫn tinh ra ngũ lực, phá ma quân lấp vực ai hà, ngũ lực cũng nên hiểu là năm quốc kinh khởi do là ngũ căn, hay gia trì nguồn năng chia khổ, hay phát sinh lực chỗ vô minh, phát hay không cũng do mình, bây giờ trên lửa thuyết minh giác phần. Tôi Bồ Đề thống thân làm bày, những phần này ở tại tâm ta, tu hành cũng liếc xem qua, xét cho thường thận đặng mà vua nhân. Trật gia pháp là phần thứ nhất, chọn lựa môn chắc thật công phu, lựa chọn những pháp môn tu, cần hiểu cho rõ phải tu môn gì, thế mà ta quyết tâm trì, khỏi uổng công sức tu trì lâu nay. Giác quyết theo thứ hai tinh thần, là nhất tâm cần mẫn gia trì, khi ngồi khi đứng hoặc đi, thường giác thường siêu thường trí tâm mình. Phần thứ ba giảng mình giác thị, còn vui mừng như khỉ lăng xăng, giác rằng vui vẫn lăng nhăng, gia thị sinh thân mà ngắn vui mừng, khinh an giác là phần thứ bốn, những bạc viên hỗn độn đã an, kinh là tự thái nhẹ nhàng, an là yên ổn chẳng màng lợi danh. Chiều thứ năm giác rành thần niệm, giác ngộ tâm suy nghiệm việc chi, chỉ càng phân tách từng ly, thiện thì tăng trưởng ác thì việc tiêu. Phần thứ sao giác nhiều về định, lắng tâm trong yên thịnh soi lòng, chẳng cho tâm vả vào không, lào lào thanh
cả vui buồn, phải nên giác ngộ luôn luôn. Nếu còn thọ ta là nguồn khổ sinh, thất giác phần đã thuyết minh. Đạo ba chánh cũng thường tình một khi, phần này cho tham lôi đi, vừa về cũng là có khi ta bà. Chánh đôi chỉ ba ta, tam con đường chánh vượt qua luân hồi, ai ai cũng có nghe rồi, từ trong thập ác lần hồi tu thêm, tu cho biển cạn non mềm, tu cho trăng sang mỗi đêm bên hè, muốn tu thì hãy lắng nghe, ba chánh cũng giống chiếc bè vãng sanh. Là thấy rành vừa phải thấy theo lời Phật dạy tận thường, như vậy mới tranh quả hương. Từ sông tà duyên có thường mê suy, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, suy nghĩ lời Phật cũng thân minh. Phật dạy ta dẹp vọng tình, tư duy ta mỹ hết mình biết ra luôn. Chánh ngữ là nói buông lời phải, nói những lời Phật dạy cho ta, không nên lời nói điều hòa, từ trong vọng ngữ mới là thánh nhân. Chánh nghiệp là gồm thân khẩu ý, ý nghĩa thì suy nghĩ sự lành, khẩu nghĩa phá thiên thịnh thanh, thân thì chẳng phạm sát thanh nghiệp ta. Chánh mạng có nghĩa là sự sống, mạng chúng sanh tôn trọng cùng nhau, không nên xem nhẹ mạng nào, thiệt tiêu tà mạng hơi mau thanh nhàn. Chánh tình thân một tràng thiên tối, dẫu việc gì chẳng khởi tâm đuôi, tiến lên thưởng thức quá vui, món tà tinh thân thấy đuôi ra ngoài. Là nhớ hoài điều phải, nhớ những gì chẳng trái luật năng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tha niệm bà, nên phải thiệt căn thử trừ. Chánh định là như như yên lặng, ngay trong lòng cũng vắng nào phiền, cũng không tất cả đạo duyên, cũng không tà định, cũng yên không trầm. Chánh đạo ráng thầm cho rõ, có những ai chưa thọ điều chi thì nên quét thật sầu bi, tất cả điều gì cũng phải tâm